chăm sóc và điều trị trẻ sinh non là một công việc hết sức đặc biệt. Nó giống như là một cuộc chiến để giành giật lại sự sống cho các em bé. Và quan trọng trong công việc này, các cô điều dưỡng của chúng tôi đòi hỏi phải có một cái trình độ chuyên môn tốt, kỹ năng nghề nghiệp tốt. Thì các cô cũng giống như là những người mẹ thứ hai, luôn luôn dành những sự yêu thương, chăm sóc, vỗ về từng bữa ăn, giấc ngủ, đôi khi cần phải có những sự hy sinh rất là thầm lặng, gác lại những cái chuyện của gia đình để mà tập trung cứu chữa cho em bé. Có những em bé nằm 1 tháng, 3 tháng, mình đi làm đi hàng ngày, cũng là mình gặp các con hàng ngày. Mỗi ngày mình đều chăm sóc con, rồi mỗi ngày thấy con lại ăn được thêm một tí, rồi lại lên thêm một lạng, rồi lại cai được từ máy, rồi CPAP, rồi oxy, lại cứ thấy em thay đổi từng ngày như thế. Lâu dần thì mình có tình cảm, tình yêu. Bỏ lại đằng sau sự hối hả của phố phường, sự bận rộn, vui buồn riêng tư, ngày ngày công việc của những nữ điều dưỡng ở khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một vòng xoáy không có sự ngơi nghỉ. Các chị chia ca, thay phiên, bảo đảm 24/24 giờ đều có đủ nhân lực để chăm sóc gần 200 cháu bé nằm bên trong lồng ấp này. Trung bình 1 năm tại khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận điều trị, điều dưỡng chăm sóc và theo dõi em bé khoảng hơn 70.000 em bé trẻ sơ sinh non tháng này, sơ sinh đủ tháng này, sơ sinh có những cái bệnh lý phức tạp, bởi vì bản thân các bạn cái đề kháng chưa có nhiều, một mình lại phải chống chọi với tất cả rất là nhiều các cái mặt bệnh. Với nhân viên y tế, đội ngũ chúng em thì cũng rất là cẩn thận từng chi tiết nhỏ một cho con. Không chỉ cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết một khi lựa tìm đường truyền, thực hiện y lệnh thuốc cho con, các chị còn cần mẫn theo dõi, lắng nghe từng nhịp thở, tiếng cửa mình của từng em bé để có biện pháp chăm sóc kịp thời. Đối với những sơ sinh non tháng thì bé nào cũng rất đặc biệt. Mình hàng ngày mình chăm các con, rồi những cái sự thay đổi của các con, đó cũng sẽ là một cái món quà, mình món quà dành cho mình với những sự cố gắng của mình. Mà ngày nào đi làm cũng có món quà như thế, tất nhiên là mình sẽ phải yêu công việc rồi. Người trẻ tuổi như điều dưỡng Nguyễn Thị Lượt thì cũng có tới 12 năm công tác tại khoa này. Người gắn bó lâu như chị Thanh cũng đã gần 30 năm. Ngày lại ngày, lặp đi lặp lại một công việc cần mẫn tỉ mỉ, chăm sóc cho những em bé chưa biết khóc, biết cười. Với các chị, đó không chỉ là sự yêu nghề mà còn là niềm hạnh phúc của người mẹ thứ hai, được cùng bác sĩ cứu sống hàng nghìn trẻ nhỏ mỗi năm. Các chị em điều dưỡng là những người mà tiếp xúc với bệnh nhân từng giờ, từng phút. Họ sẽ phát hiện được những cái triệu chứng, những dấu hiệu bất thường và cái việc mà phối hợp để cùng với các bác sĩ đưa ra những cái chẩn đoán và những cái kế hoạch điều trị cho em bé. Vì vậy mà nếu không có sự góp phần của các cô điều dưỡng thì công việc của chúng tôi sẽ không thành công. Trung bình cứ khoảng trong một tháng thì cứ khoảng độ hơn 20 trẻ là có cái cân nặng dưới 1.000 gram ạ. Ví dụ như đợt vừa rồi thì cũng rất nhiều em bé chỉ có 500 gram. Trường hợp đặc biệt như là em bé có 400 gram thôi. 3 tháng điều trị tại khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì khi bạn ấy ra viện thì bạn ấy với được một cái cân nặng rất là lý tưởng, trộm vía là 2.700 gram. Các chị điều dưỡng là sợi dây, là tai mắt, là mạch máu yêu thương, nối trái tim của người bác sĩ với từng bệnh nhi, đồng thời cũng là người chị, người cô ân cần dạy từng sản phụ cách chăm sóc con khi em bé qua cơn hiểm nghèo về với vòng tay gia đình. Mẹ cháu khi mà mới vào đây thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về chăm sóc con ấy, nên là các bác sĩ và điều dưỡng ở đây thì đã hướng dẫn cho mẹ để mẹ biết cách ấp con, rồi biết cách chăm sóc con. Lúc vào thì các cháu rất là yếu và còn chưa tự thở được. Rất may là đã có cô ở khoa nhiệt tình chăm sóc hết sức. Các cháu đã được ở đây gần 6 tuần rồi. Hiện tại là sức khỏe rất là ổn định. Cảm ơn các cô, các chú rất nhiều. Chúc các đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội càng ngày càng nhiều sức khỏe để chăm sóc cho các cháu. Hơn cả tình yêu nghề nghiệp, đó là tình mẫu tử. Những nữ điều dưỡng ở khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cộng cả hai tình yêu thương đó lại để tạo nên những sự diệu kỳ trong cuộc sống. Mỗi năm đem lại niềm hạnh phúc cho hàng chục nghìn gia đình nhỏ.